Xin chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay Lúa sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện ở Vĩnh Long, đang ở đình ở đám. Nếu nếu mà giống như cái cô dâu mà 62 hoặc 64 tuổi lấy một cái chàng thanh niên 24 tới 26 tuổi thì không có gì để nói, là Lúa không bao giờ làm những cái vấn đề đó. Đó là chuyện cá nhân, chuyện gia đình, chuyện riêng tư của người ta. Và hai cái người đó, một người phụ nữ lớn tuổi lấy một người thanh niên trẻ tuổi, khi mà hai người đó là hai người đơn thân và không có gì để bàn, Lúa không bao giờ làm những cái chuyện đó. Nhưng ở đây Lúa muốn làm về cái chủ đề là một người mang trên mình một cái chức danh thầy giáo và một cái đứa học sinh. Và người thầy giáo này đã nhận cái người học sinh này làm con nuôi từ năm lớp 9 cho tới bây giờ, và đã lấy luôn cái người học sinh này làm vợ của mình. Nếu người thầy giáo này không có còn vợ hoặc đã ly dị vợ mình đó, để đi đến cuộc hôn nhân với cái người học sinh này, thì Lúa cũng không có gì để nói. Nhưng mà ở đây Lúa muốn nói là nói tại sao một người phụ nữ đã vì anh hy sinh, mang nặng đẻ đau cho anh mấy mặt con, trong khi đó người con lớn nhất cũng đã ngoài 30. Đó, các bạn thấy không? Người con lớn nhất cũng đã ngoài 30. Vậy mà anh nở lòng nào, anh bỏ vợ, bỏ con, bỏ cả gia đình của mình để đi đến một cái tình yêu gọi là mù quáng hay chăng? Để anh đi đến cuộc hôn nhân với một cái người phụ nữ sinh năm 1999, mới có 21 tuổi thôi, mà anh đã là 53 tuổi rồi. Trên lệch về mặt tuổi tác Lúa không bàn, nhưng ở đây là trong khi mà anh thầy giáo, anh nhà giáo này đi đến cuộc hôn nhân với cái người học sinh này là cuối tháng 12 năm 2019. Nhưng tới tháng 4 năm 2020 thì cái giấy ly dị này mới có được đi ra tòa và ký cái giấy ly dị này. Vậy thì ở đây có cái mặt trái pháp luật là trước khi hôn nhân với cái người học sinh, với cái người mà anh đã nhận con nuôi này, thì anh đã trái với quy định pháp luật là anh đã tổ chức buổi lễ đính hôn, trong khi đó anh trong một cái mối quan hệ ràng buộc về hôn nhân gia đình với cái người vợ của mình, vẫn còn nằm trong mối quan hệ hôn nhân gia đình với vợ mình. Và vợ anh ta cũng là một giáo viên, nhưng mà chị quá hiền. Chị giáo viên này quá hiền, theo Lúa nói là quá hiền luôn các bạn. Trong khi đó, cái người thầy này đã nhận một cái em này làm con nuôi từ năm lớp 9 tới giờ. Thường thường ông bà già xưa nói á, nhận em nuôi, nhận con nuôi, nuôi em rồi có ăn thịt em hay không, hay là nuôi nuôi con nuôi rồi có ăn thịt con nuôi hay không. Đó, nhà chị xui có nuôi con chồn chạy tới chạy lui cắn cái ồn chị nuôi. Đó, các bạn thấy không? Nhà anh nuôi có nuôi con chồn chạy tới chạy lui cắn cắn cái cờ của anh nuôi. Đó, các bạn thấy không? Không lẽ là mình nói ra thì nó quá tục tiểu các bạn, nhưng mà nó đúng là sự thật. Đối với thời điểm bây giờ, hình như là một số người mang trong mình nhà giáo, nhưng lại làm quá dơ cái bộ mặt nhà giáo. Nhà giáo là gì? Nhà giáo là để dạy những cái thế hệ tương lai. Vậy mà anh đã đánh mất luôn, anh đã ra đi. Người ta nói là ra đi tìm đường cứu nước, nhưng anh đã ra đi tìm để đến đổ mới. Trong khi đó, ngày 14 tháng 2 quốc tế ha, là ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân, ngày 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ, ngày 8 tháng, đúng rồi, gọi ngày 20 tháng 10 à, là ngày phụ nữ Việt Nam. Những cái ngày lễ quá quan trọng, anh không bao giờ về với vợ con, mà anh lại chở một cái nhân tình, chứ không phải là con nuôi nữa. Nhận con nuôi, nhận cái đứa học sinh này con nuôi từ năm lớp 9. Những giờ ra chơi, những giờ tan trường, thầy lại thầy chỉ cho con nuôi từng câu từng chữ. Nhưng thật ra là đó là những cái lời trao tình, gửi thư, gửi ái,
Cho tới thời điểm bây giờ, con nuôi đã bước qua tuổi 21 và đã tổ chức với con nuôi một cái buổi đính hôn. Đó là một cái câu chuyện thật là nực cười luôn các bạn. Người vợ đã mang nặng đẻ đau, bỏ những ngày lễ, những ngày được nghỉ, không ở nhà với vợ con, chở con nuôi đi chơi, đi du lịch chơi, đăng lên những cái đoạn trên Facebook, những cái tấm hình ảnh làm cho lúa thấy phát sợ luôn các bạn. Mặc đồ vậy nè, để cánh tay tròn lên, ôm mày sao hung vậy nè. Mà trong khi đó, cuối tháng 12 năm 2019 là tổ chức một cái buổi đính hôn. Dĩ nhiên cái buổi đính hôn đó không có sự đồng ý của gia đình đàn trai cũng như gia đình đàn gái và tất cả bạn bè đồng nghiệp trong ngành giáo à, trong ngành giáo dục cũng như tất cả bạn bè đồng nghiệp ở ngoài đời thường và những cái hộ gia đình hàng xóm láng giềng không một ai đi cả. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nó trái với lương thường đạo lý quá. Trong khi đó anh còn mối quan hệ ràng buộc với vợ mình mà tới tháng 4 năm 2020 anh mới chính thức ra tòa ly dị, mà tháng cuối tháng 12 năm 2019 anh đã tổ chức một buổi đính hôn. Cái đó lạ lắm mà nghe. Cái đó là kết hôn trái pháp luật. Đó, cái này lạ lắm mà nghe. Hy vọng là các cơ quan chức năng mau tiến hành vào cuộc làm cho sáng tỏ ra để lấy lại sự công bằng cho một cái người vợ, lấy lại sự công bằng cho một người vợ đã âm thầm chịu đựng hy sinh biết bao nhiêu năm trời. Dĩ nhiên là từ lúc mà nhận con nuôi là từ năm lớp 9 tới giờ. Năm lớp 9 thì chỉ mới có 15 tuổi thôi, năm nay là 21 tuổi, đã trải qua 6 năm trời chịu đựng. 6 năm trời, một con số không hề nhỏ. Nói nhỏ thì không nhỏ, mà nói lớn thì không lớn. Nhưng 6 năm trời đó là bao nhiêu ngày? Một năm là 365 ngày, mà 6 năm là bao nhiêu ngày? Đó, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ phải sống trong một cái sự gọi là khóc lóc hàng đêm, phải sống trong một cái sự dài dặt về tâm lý, nó dằn dặt về cả thể xác lẫn tinh thần luôn. Đối với một người vợ, khi mà một người chồng mình không quan tâm, không chăm sóc, đùng một cái tổ chức một cái buổi đính hôn nữa, dĩ nhiên là tất cả mọi người đều không đồng ý và bỏ người người con gái này, đã bỏ cả gia đình của mình để đi theo tiếng sét của tình yêu. Quá ghê, quá nguy hiểm. Bởi vì thường thường ông bà già xưa người ta có một cái câu á, nó ở dưới quê thì kêu là tía má, nó tía má có dạy một câu. Một câu này lúa ngẫm nghĩ lại khá là đúng. Đối với cái cặp đôi 62 24, 64 26, chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Còn đối với lúa, lúa xin đảo ngược lại chút xíu, mà chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ thì điên điên khùng khùng. Người nào vợ già chồng trẻ là tiên, mà chồng già vợ trẻ là duyên cứt bò. Bạn thấy đúng không? Chồng già vợ trẻ là duyên cứt bò, hoặc là chồng già vợ trẻ thì điên điên khùng khùng. Cái thời buổi bây giờ riết là quá náo loạn các bạn ơi. Thà các bạn không phải ràng buộc về mặt hôn nhân đối với một người nào đó, các bạn là một người đơn thân, các bạn sẵn sàng lấy một người khác, xã hội sẵn sàng chấp nhận cái cuộc hôn nhân đó, nhưng các bạn đang có mối quan hệ với một cái người phụ nữ và đang sống với nhau vợ chồng được pháp luật công nhận và có chung với mình những đứa con, thà các bạn gây gổ và các bạn làm về cái vấn đề gì đó, cả hai bên không còn thấy sống được với nhau nữa, chia tay, thì bạn có quyền lấy một người phụ nữ khác. Nhưng ở đây là chưa chưa có chia tay, chưa có ly dị luôn, vậy mà tổ chức được một cái buổi đính hôn thì lúa cảm thấy
khá là bái phục. Hy vọng là tất cả mọi người đều lên tiếng để lấy lại sự công bằng cho một cái người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau, cho một cái phụ nữ đã chịu đựng đúng 6 năm trời, hy sinh 6 năm trời, kể cả thanh xuân, kể cả những lời dĩ nhiên gia đình lục đục, người phụ nữ không bao giờ lên tiếng. Gia đình mà có rây rối, người phụ nữ khôn, người phụ nữ biết giữ hạnh phúc gia đình không bao giờ lên tiếng. Thì ở cô thì Lúa cảm thấy rất là khâm phục cô ngay chỗ đó, không bao giờ lên tiếng. Tới thời điểm mà tổ chức đính hôn cô cũng không lên tiếng, khá là bái phục cô. Lúa xin chúc cho cô là thật nhiều sức khỏe và luôn giữ tinh thần thật là lạc quan, đừng có nghĩ tới một cái người đàn ông như vậy nữa, bỏ qua. Hoặc cô muốn làm thì cô đi thưa cái vụ mà đính hôn trong khi vẫn còn mối quan hệ hôn nhân với cô, để lấy lại sự công bằng đối với cô, để bồi thường cái trách nhiệm tổn thất tinh thần mấy năm trời cô đã chịu đựng. Thì Lúa xin chào cô và chúc cho cô thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc cô nha. Lúa xin chào tất cả các bạn luôn.